Kính chào quý vị và các bạn, kính chúc quý vị và các bạn một ngày tràn đầy năng lượng và làm việc hiệu quả. Sau đây mời quý vị đến với các tin chính ngày hôm nay của kênh Tin Mới. Bản tin thời sự tổng hợp tất cả những tin tức nóng hổi mới nhất trong ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, hôm thứ Tư vừa qua, trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước việc ngày 7 tháng 6 năm 2023, Đài Loan tiến hành tập trận bắn đạn thật ở vùng biển xung quanh đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ, Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền của mình đối với quần đảo Trường Sa. Người phát ngôn Phạm Thu Hằng khẳng định việc Đài Loan tổ chức diễn tập bắn đạn thật ở vùng biển xung quanh Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam là hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo này, đe dọa hòa bình, ổn định, an toàn, an ninh hàng hải, gây căng thẳng và làm phức tạp thêm tình hình ở Biển Đông. Như đã nhiều lần khẳng định, việc Đài Loan tổ chức diễn tập bắn đạn thật ở vùng biển xung quanh Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam là hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam đối với quần đảo này, đe dọa hòa bình, ổn định, an toàn, an ninh hàng hải, gây căng thẳng và làm phức tạp thêm tình hình ở Biển Đông. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cũng bày tỏ Việt Nam kiên quyết phản đối yêu cầu Đài Loan hủy bỏ hoạt động trái phép nêu trên và không tái diễn vi phạm tương tự trong tương lai. Trước đó, hồi đầu tháng 5 năm 2022, phía Trung Quốc cũng đã ban hành lệnh cấm đánh bắt cá trên Biển Đông. Dự kiến trong thời gian 3 tháng, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 16 tháng 8 năm 2022, bao gồm cả một vùng biển Vịnh Bắc Bộ và quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Theo Hội Nghề Cá Việt Nam, đây là hành động đơn phương, lặp lại và phi lý của phía Trung Quốc đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, vi phạm các quyền và lợi ích khác của Việt Nam trên vùng đặc quyền kinh tế EEZ của Việt Nam. Hành động này của phía Trung Quốc cũng vi phạm luật pháp quốc tế, trong đó Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 UNCLOS và các văn bản pháp lý quốc tế liên quan, đi ngược lại tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC. Chiều thứ Năm tuần trước, trên cảng cá Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng, ngư dân Lê Quang Thông, ngụ huyện Thăng Bình, Quảng Nam cùng bạn tàu đưa từng thao cá lên khỏi hầm đá. Chuyến biển vừa qua, tàu của ông Thông thu được sản lượng khá nhiều. Chủ tàu đang đi lấy lương thực, nhu yếu phẩm và nước đá để vài ngày nữa lại ra khơi. Lệnh cấm của Trung Quốc là phi nghĩa với chúng tôi cùng các tàu khác, ông Thông khẳng định. Trao đổi với pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, ông Trần Văn Lĩnh, Chủ tịch Hội Nghề Cá thành phố Đà Nẵng cho hay, năm nào Hội Nghề Cá Việt Nam cũng ra thông báo phản đối lệnh cấm đánh bắt cá phi lý của Trung Quốc. Tuy nhiên, lệnh cấm đánh bắt cá năm nay của Trung Quốc cho phép hải cảnh Trung Quốc sử dụng vũ lực để áp đặt quyền lực của mình đối với bất kỳ ngư dân của nước nào vi phạm. Đây là điều rất nguy hiểm đối với ngư dân. Để đề phòng những hành vi xâm phạm bất hợp pháp của những người không biết tôn trọng luật lệ quốc tế, chúng tôi đã tuyên truyền ngư dân đi đánh bắt theo từng tổ, đội và gần nhau, luôn bật định vị vệ tinh để không đi vào những vùng xâm phạm ranh giới biển của Trung Quốc, ông Lĩnh cho hay. Như vậy, mỗi khi xảy ra sự cố, người dân Việt Nam có đủ bằng chứng cho việc mình không vi phạm và có thông báo kịp thời cho các cơ quan chức năng của Việt Nam để bảo vệ quyền lợi của mình trên biển. Hội Nghề Cá Việt Nam vừa có văn bản gửi một loạt các cơ quan trung ương như Văn phòng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương về việc phản đối phía Trung Quốc đơn phương cấm đánh bắt cá ở Biển Đông năm 2023. Trong văn bản gửi đi Hội Nghề Cá Việt Nam cho biết, vừa qua phía Trung Quốc đã ban hành lệnh cấm đánh bắt cá thường niên trên Biển Đông, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2023 đến ngày 16 tháng 8 năm 2023, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Hội Nghề Cá Việt Nam khẳng định đây là lệnh cấm đơn phương và phi lý của Trung Quốc đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền, các quyền về lợi ích biển, đảo của Việt Nam, vi phạm luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, đi ngược lại tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông. Hội Nghề Cá Việt Nam lo ngại lệnh cấm phi lý này sẽ làm gia tăng nguy cơ đụng độ giữa các tàu cá của ngư dân Việt Nam với lực lượng hải cảnh phía Trung Quốc và sẽ gây ảnh hưởng xấu cho nghề cá và sinh kế của ngư dân ta. Từ tất cả những phân tích trên, Hội Nghề Cá Việt Nam kịch liệt phản đối lệnh cấm đánh bắt cá sai trái, ngang ngược nói trên của phía Trung Quốc. Hội Nghề Cá Việt Nam yêu cầu phía Trung Quốc chấm dứt ngay lệnh cấm đánh bắt cá phi lý này ở vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam. Hội Nghề Cá Việt Nam đề nghị các cơ quan chức năng phản đối mạnh mẽ và có những biện pháp quyết liệt ngăn chặn lệnh cấm đánh bắt cá phi lý nói trên của Trung Quốc.
Về phần mình, Hội Nghề Cá Việt Nam cho biết sẽ chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp chặt chẽ với các tỉnh, hội thủy sản, hội nghề cá địa phương và các đơn vị liên quan chủ động, tích cực thông tin tuyên truyền để người dân chấp hành đúng pháp luật khi đánh bắt trên biển, đồng thời hỗ trợ vận động ngư dân yên tâm ra khơi bám biển sản xuất, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Trước đó, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao cho biết về phản ứng của Việt Nam trước lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc ở Biển Đông từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 16 tháng 8. Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam đối với lệnh cấm đánh bắt cá mà Trung Quốc đơn phương ban hành trái phép ở Biển Đông. Theo phó phát ngôn Bộ Ngoại giao, lệnh cấm đánh bắt cá này đã xâm phạm đến chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam đối với các vùng biển, vùng đặc quyền kinh tế được xác định theo Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa, quyền chủ quyền, quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam, không làm phức tạp tình hình, đóng góp và duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực phía Đông. Bộ Ngoại giao cho biết Việt Nam triển khai các biện pháp phù hợp để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp. Khi đề cập thông tin tàu nghiên cứu Trung Quốc hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế, Việt Nam yêu cầu các bên liên quan tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, tôn trọng luật pháp quốc tế. Tuyên bố chung về ứng xử của các bên ở Biển Đông gọi tắt là DOC, đóng góp thiết thực và tích cực cho duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực cũng như tạo môi trường thuận lợi cho đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử Biển Đông COC. Đối với các vụ xâm phạm vùng biển, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam, Bộ Ngoại giao cùng các cơ quan chức năng Việt Nam đã và đang triển khai các biện pháp phù hợp với luật pháp quốc tế, luật pháp Việt Nam để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng. Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nói tại buổi họp báo trả lời thông tin tàu nghiên cứu của Trung Quốc hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế EEZ của Việt Nam. Theo SCMP, tàu nghiên cứu Hướng Dương Hồng 10 với sự hộ tống của hai tàu hải cảnh và nhiều tàu cá Trung Quốc đầu tháng này hướng đến khu vực bãi tư chính nằm trong EEZ của Việt Nam. Lần gần nhất Trung Quốc đưa tàu hướng về khu vực bãi tư chính là vào tháng 7 năm 2019. Tại nghiên cứu Hải Dương Địa chất 8 hoạt động trong vùng biển này cùng ít nhất 4 tàu hải cảnh Trung Quốc trong hơn 2 tháng, Bộ Ngoại giao Việt Nam khi đó đã lên án Trung Quốc xâm phạm EEZ và thềm lục địa, vi phạm nghiêm trọng quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 gọi tắt là UNCLOS mà Việt Nam và Trung Quốc đều là thành viên. Theo UNCLOS, bất kỳ hoạt động nghiên cứu khảo sát nào trong EEZ đều phải được quốc gia ven biển cho phép. Việt Nam đã nhiều lần yêu cầu Trung Quốc rút nhóm tàu này và không có hành vi đe dọa an ninh, hòa bình ở khu vực. Nhóm tàu Trung Quốc rút đi vào tháng 10 năm 2019. Trước việc Trung Quốc ngang nhiên mở cửa hàng lậu trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa, Việt Nam kiên quyết phản đối các hành động xâm phạm chủ quyền và quyền liên quan của Việt Nam đối với quần đảo này. Trước đó, Việt Nam cũng lên tiếng phản đối phía Trung Quốc ban hành lệnh cấm đánh bắt cá trên Biển Đông trong thời gian 3 tháng, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 16 tháng 8 năm 2023, bao gồm cả một phần vùng biển Vịnh Bắc Bộ và quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Tại họp báo thường kỳ vừa qua, báo chí đặt nhiều câu hỏi liên quan đến diễn biến mới tại Biển Đông. Trung Quốc gần đây đã mở phi pháp một nhà hàng lẩu trên đảo Phú Lâm trong quần đảo Hoàng Sa. Cửa hàng này mở cửa kinh doanh vào cuối tháng 4 vừa qua. Phó phát ngôn của Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền của mình đối với quần đảo Hoàng Sa phù hợp với luật pháp quốc tế. Phó phát ngôn nhấn mạnh Việt Nam kiên quyết phản đối các hành động xâm phạm chủ quyền và quyền liên quan của Việt Nam với quần đảo này. Báo chí nêu tiếp, gần đây có các thông tin về tàu nghiên cứu của Trung Quốc hoạt động ở vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Phó phát ngôn khẳng định Việt Nam có chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển ở Biển Đông, được xác định theo đúng quy định trong Công ước về Luật Biển năm 1982. Đối với các vụ việc xâm phạm quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam, Bộ Ngoại giao và các cơ quan chức năng Việt Nam đã đang triển khai các biện pháp phù hợp với luật pháp quốc tế, luật pháp Việt Nam để đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng của Việt Nam. Phó phát ngôn Phạm Thu Hằng nêu. Philippines thông báo đã đặt các phao định hướng trong vùng biển thuộc Biển Đông. Trước thông tin này, phó phát ngôn khẳng định lại, Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa phù hợp với các quy định của luật pháp quốc tế. Việt Nam kiên quyết phản đối các hành động xâm phạm chủ quyền và quyền liên quan của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa. Việt Nam yêu cầu các bên tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, tôn trọng luật pháp quốc tế.
tuyên bố về cách ứng xử ở Biển Đông DOC và đóng góp tích cực cho việc duy trì ổn định trên Biển Đông, cũng như tạo môi trường thuận lợi cho đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC. Vừa rồi là những nội dung chính của bản tin mới nhất từ kênh Tin Mới mà các biên tập viên của chúng tôi vừa tổng hợp. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm và đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại!